Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 62 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 286 Ta mang người cùng xuống địa ngục Nghiêm phục sao? Trác phàm bất giác kêu lên sợ hãi Trong mắt lóe lên một tia lưỡng lự Nghiêm phục chính là đệ tử đắc ý của độc thủ Dược Dương Nghiêm Tùng Rất được Nghiêm Tùng yêu thích Lúc trước đem nghiêm tùng vào dưới trướng. Có một phần nguyên nhân cũng là dựa vào việc uy hiếp xử lý đồ đệ của hắn mới có thể khiến cho hắn khuất phục. Có thể thấy được vị đệ tử này đã được nghiêm lão coi trọng cỡ nào. Cho nên Trác Phạm đã từng có một lần tìm cơ hội lôi kéo nghiêm phục. Cũng coi như để cho sư đồ hai người bọn họ đoàn tụ. Nhưng mà cơ hội như vậy từ đầu đến cuối không xuất hiện. Không phải là Trác Phạm bị việc khác trì quản mà nhất thời tìm không có được nơi nghiêm phục hạ lạc. Sau cùng, rất giả đã gặp được tại dân Long Thành. Lại vừa lúc nằm dưới mí mắt của bảy thế gia, cũng không có tiện cùng hắn giải thích cái chuyện gì. Ai ngờ bây giờ, hai người xem như qua nhiều năm như vậy, lại lần đầu tiên Trần Chính gặp mặt. Nhưng ở cái tình huống lúng túng như vậy, càng thêm không có cách nào giải thích rõ ràng cùng dáng. Nếu không, để cho bọn Hoàng Phủ Thành Thiên biết tại dưới mí mắt của bọn họ đào góc tường. Ghi hận lên hắn, ngược lại cũng không có gì, dù sao thì mọi người vốn chính là địch nhân, chỉ sợ liên lụy đến tiểu tử này. Hãy cho hắn chết quan chết uổng. Lúc đó, trác phàm tự nhiên liền có một chút có lỗi với nghiêm tùng. Hắn cả đời từ trước tới giờ không nợ nhân tình, đối với người nào đều như nhau. Mà nghiêm phục sau khi mà thấy Trác Phàm tóm lấy hắn cũng không có ý muốn thương tổn hắn, ngược lại một mực dùng loại ánh mắt rất là kỳ quái đánh giá hắn, ngay cả thân thể đang co rúm lại cũng ngừng rung, lo sợ bất an trong lòng bình ổn hơn một chút. vốn là từ khi mà hắn thấy Trác Phàm rơi xuống liền lo sợ người này ghi hận chuyện lúc trước, đem hắn ra giải hận. Liền trước đó đã trốn trong cái bụi cỏ về sau nghe được hắn muốn lấy việc giết người tìm vui thì càng thêm sợ hãi trúng ở bên trong không có dám ra chỉ mong sao khi mà hắn giết tất cả mọi người liền có thể rời đi không chú ý đến hắn nhưng ai ngờ ngay khi mọi người giải tán cái tên đại ma đầu này cũng không có đuổi theo ngược lại chỉ còn một mình hắn trúng trong bụi cỏ lại còn bị trác phàm phát hiện ra điều này không khỏi làm choáng vừa kinh vừa sợ Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Trác phàm tự hồ không có ý hại hắn. Sau đó đảm lượng không biết từ nơi nào đến. Có lẽ là lực lượng do sư phụ cho hắn trước khi chết. Nghiêm phục đúng là hiên ngang ngẩng đầu. Một mặt phẫn hận nhìn hầm hầm Trác phàm mắng to. Tên ác ma nhà ngươi đã hại chết sư phụ của ta. Ta thề phải giết ngươi vì lão nhân già báo thù. Bằng ngươi sao? Trác Phàm nhíu lông mày đạm mạc lên tiếng. Khóe miệng bất giác kéo xuống, trong lòng của nghiêm phục một trận khuất nhục, hung hăng cắn răng nói. Đúng vậy, bằng lực lượng của ta căn bản không phải là đối thủ của người, bây giờ lại rơi vào trong tay của người. Người có gan thì giết ta đi, đưa ta đi gặp sư phụ của ta, coi như tên đồ để ta vô dụng, không cách nào mà thay lão nhân gia ông ta báo thù. Nhưng mà ít ra, tại âm tạo địa phủ có thể phụng dưỡng lão nhân gia. Khuôn mặt của Trác Phàm khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này tuy nhát gan sợ phiền phức, phong lưu háo sắc, nhưng mà phần hiếu tâm đối với sư phụ lại đúng là khó có được. Khó trách, nghiêm lão sủng ái hắn như thế. Yên tâm đi, ta không có giết người, mà sư phụ của người không khỏi khẽ cười một tiếng. Trác Phàm vừa mở miệng giải thích, lại là chợt nghe tiếng gió vang lên. Đột nhiên nghiêm túc lại, câu đang nói dở cũng dừng lại. Bốn bóng người đột nhiên rơi xuống ở vị trí cách trác phàm hơn 100 thước. Người cầm đầu chính là Chấn Thiên Đế Dương Long, Hoàng Phủ Thành Thiên. Ba người còn lại chính là U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ cùng với Lâm Toàn Phong. Thấy Trác Phàm đã hiện thân, ba người một mặt ngưng trọng, chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lạnh nhạt chỉ là chiến ý trong mắt lại cháy hừng hực lên. Người đã đến. Hoàng Phủ Thanh Thiên đã mạc lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng của Trác Phàm hơi dễ lên, ta dị nói. Hoàng Phủ công tử mời, Trác Phàm lại không dám đến sao? Quét mắt nhìn xung quanh một vòng mấy cái bộ thi thể dưới mặt đất. Hoàng Phủ Thanh Thiên thản nhiên nói. Trùng Thiên Ma Long, quả nhiên như là ngoại giới truyền ngôn. Đi tới chỗ nào là náo lớn một trận, ngay cả mấy cái tên tiểu lâu la cũng không tha. Đúng vậy, lấy thực lực của ngươi lại đi khi dễ bọn họ không phải có một chút mất mặt sao? U Vũ Sơn âm dương quái khí chăm chọc nói. Thờ ơ ờ, nhúng dài, trác phàm từ chối cho ý kiến. Chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Làm sao? Không nở mấy cái tên tiểu lâu la này sao? Đó cũng không phải, chỉ là bổn công tử đã đến Người muốn chơi liền để cho bổn công tử chơi cùng với người Hoàng phủ thanh thiên mặt không đủ sắc lắc đầu. Tựa hồ căn bản không có đem mấy cái nhân mạng kia để vào trong mắt. Tiếp theo quay đầu nhìn nghiêm phục trong tay của trác phạm một chút. Lạnh lùng nói. Tiểu tử kia nếu ngươi muốn giết thì nhanh giết đi. Để cho bổng công tử mau chóng lãnh giáo cao chiều của ngươi. Lời vừa nói ra thân thể nghiêm phục thình lình rung lên một cái trên mặt một trận bi phẫn. Nghĩ không ra từ sau khi mà sư phụ hắn chết, hắn trong mắt của mọi người thế mà lại chỉ có một số tiểu lâu la trong nhị tam lưu gia tộc không có quan hệ nặng nhẹ. Chẳng những đế dương môn đại công tử, hoàng phủ thanh thiên không coi trọng sự sống chết của hắn. Liền thân là đồng môn nghiêm bán quỷ, sau khi mà nghe được lời này, lại không có gì hắn nói một câu cầu tình. Đồng môn còn lạnh lùng như vậy, huống chi là ngoại nhân. Thôi, thầy trò của hai người chúng ta có thể cùng nhau chết dưới tay của Trác Phạm cũng coi như là chết đúng chỗ rồi. Chỉ ít Trác Phạm là địch nhân của chúng ta nếu có một ngày chết trong tay của người mình đây mới thật sự là quan uổng cùng không cam lòng. Trong lòng một mảnh tro tàn nghiêm phục thở dài một ngụm trọc khí chăm chú nhắm mắt lại nhưng mà hàm răng hung hăng cắn chặt. Tuy trong lòng của hắn muốn buồn xuôi nhưng mà cảm giác không cam lòng khi bị đồng môn dứt bỏ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy mà buông bỏ chứ? Giờ khắc này, người hắn hận nhất, ngược lại không phải là trác phàm mà chính là gia tộc sinh ra hắn, nuôi nấng hắn. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng của trác phàm âm thầm gật đầu. Tiếp theo, chậm rãi nắm cổ hắn dơ lên cao, lại là không biết vô tình hay là cố ý đúng là đem thân thể của hắn chuyển nửa vòng chờ sau khi mà dừng lại đã đem lưng hắn đối diện với đám người hoàng phủ thanh thiên ngăn trở tầm mắt của bọn họ nghiêm phục nhân vật bi tình giống như người sống sót càng thêm thống khổ hơn là so với cái chết lão tử thích nhất chính là nhìn địch nhân chịu khổ nhận hết dài dò trên thế gian cho nên lần này lão tử không có giết người chỉ là nếu như người còn muốn chết liền đến tìm lão tử lão tử nhất định thành toàn cho mang ngươi xuống địa ngục gặp sư phụ đã chết của ngươi trác phàm đem một câu cuối cùng nhấn mạnh đồng thời dỗ dỗ lên ngực của nghiêm phục nhưng mà không người nào có thể nhìn thấy cũng là trong chớp nhoáng này trác phàm trong bóng tối đem một khối ngọc giản dụng trộm nhét vào trong ngực của hắn sông đồng nhịn không được bỗng nhiên mở ra nghiêm phục một mặt kỳ quái nhìn về phía trác phàm lại chỉ thấy khóe miệng của hắn kéo ra một mỉm cười thần bí. Nhớ kỹ, nếu người thấy sống ở thế gian quá khổ, có thể tùy thời tìm đến lão tử. Lão tử nhất định mang người xuống địa ngục, gặp sư phụ của ngươi. Lời vừa dứt, trác phàm dung tay, đem nghiêm phục ném ra. Sau khi mà nghiêm phục rơi xuống đất, mặt mày xám xịt, nhưng mà trong hai con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, choáng dáng một tài trầm chú che ngực, không biết trác phàm làm vậy có ý gì. Hoàng phủ Thanh thiên tựa hồ nghi hoặc trong mắt hơi hiếp lạnh lùng lên tiếng trác phàm phóng sinh dịch đã tới tai loại sự tình này trên thân thể của người rất ít gặp đó không có cách nào ta tâm thiện mà không khỏi nhúng nhúng dài trác phàm chẳng biết xấu hổ cười đùa thành tiếng thế nhưng lời của hắn vừa nói ra mọi người liền cùng nhau trợn trừng của mắt trong lòng quán thầm không thôi nếu người là kẻ thiện tâm trên đời này liền không có ác ma rồi. Ảnh mắt không khỏi hiếp lại, quan phủ thanh thiên dịu cực nói, chỉ là chuyện nắm chặt tay lại, người thế mà cũng không có muốn phí sức, như vậy liền để cho bổn công tử làm thai đi. Lời vừa dứt, quan phủ thanh thiên đột nhiên phóng về phía nghiêm phục, đánh ra một chưởng. Nghiêm phục thấy thế không khỏi kinh hãi, ba người còn lại một mặt không hiểu, kinh dị kêu lên. Nghiêm phục coi như vô dụng, cũng là người bên bọn họ mà. Đại công tử, tại sao mà bỗng nhiên xuất thủ đổ hắn? Thế nhưng, lúc nghiêm phục đã sợ đến sắp tè ra quần, một chữ kia lại đột nhiên trì trệ, miễn cưỡng ngừng khi mà cách tráng hắn một phần. Trưởng phong, mãnh liệt thổi tóc của hắn bày lách phất, lại khiến cho hắn trồng nháy mắt, sinh ra tráng đầy mồ hôi lạnh, toàn thân đều đã cứng ngắt. ánh mắt không khỏi một lần nữa hiếp lại, hoàng phủ thanh thiên quay đầu nhìn về phía trác phạm chỉ thấy hắn đang dùng vẻ mặt hứng thú mà nhìn một chữ kia của mình trong mắt tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn thỉnh thoảng hắn lại gật đầu tựa hồ đang cổ vũ mình vỗ xuống một chữ này Phản phất như hắn vẫn chờ nhìn xem trò vui khi phía mình đấu tranh nội bộ chó cắn chó vậy hít sông một hơi quan phủ thanh thiên thu tay về một lần nữa chăm chú nhìn về phía trác phàm trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc chẳng lẽ nói bổn công tử đoán sai sao? Thế nào? Vì sao mà không vỗ xuống? Trác Phàm có một chút hăng hái ngẩng lên cười nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, quan phủ thanh thiên đạm mạc lên tiếng. Tuy tiểu tử này vô dụng, bổn công tử rất muốn sự trí hắn. Bất quá là may mắn, tâm của bổn công tử cũng rất thiện lương, không xuống tay được. Lời vừa nói ra, hai người một lần nữa liếc nhau, cùng nhau cười to chỉ còn lại có bốn người bất giác trong lòng một trận ác hàng. Hai tên đế dương bạo quân hung ác nhất, thế mà đều còn mẹ nó, chẳng có biết xấu hổ, khen mình là thiện lương. Nếu thế mình có phải hay không, liền có thể làm thánh nhân. Thật sự là đồ vô sĩ. Đương nhiên, dạng đậu đen rau muốn như là bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, dạng dạng không có dám nói ra. Nếu không, một cái là chấn thiên đế dương lòng một cái là trùng thiên ma long hai con thú dữ này cùng một chỗ nhào lên còn không có đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ sao xuyên lâm dực long lâm toàn phong cũng là một ví dụ tốt nhất liếc mắt nhìn người bây giờ chỉ còn một tay kia một chút ba người còn lại mười phần thức thời giữ im lặng mặc cho hai người trác phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên ở nơi đó so tài thổi ngu bức cũng tuyệt không có phát sinh tiếng cằn nhằn chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại vị trí cách đó không xa, một đạo hư ảnh màu xám đang bất động nhìn chăm chăm vào nơi này. Hơn nữa đang rất hứng thú bình luận. Đây chính là đối thủ khiến chấn thiên đế dương long Hoàng phủ thanh thiên không thể coi thường. Có ý tứ, xác thực không có tầm thường, thậm chí so với hoàng phủ thanh thiên, tiểu tử gọi là trác phạm này, ngược lại là càng hợp khẩu vị ma đạo ta thực lực không tệ thủ đoạn cũng không tệ chỉ là không biết bọn họ người nào mạnh hơn một chút dù sao lão phu cũng không phải là người nhặt rác đem kẻ bại mà nhặt về lại là từng trận âm hiểm cười phát ra trên thân hư ảnh phát ra nồng đậm khí tức tà ác giống như đang tuyển chọn gia súc nhìn chăm chú vào thân ảnh của hai người không nhúc nhích nghĩ không ra thiên vũ những năm gần đây ngược lại là xuất hiện không ít món hàng tốt Bốn tọa đi chiến này quả nhiên không có uổng rồi. <laughs> Chương 287 Hồi Mã Thương Được rồi, bớt nói dớ dẫn đi. Mục đích hôm nay của người đến chính là vì duyên vật thần đăng này. Thế nhưng mà người muốn đạt được từ nó trên tay của ta chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy đâu. Sau vài lần dò xét, khóe miệng của Hoàng Phủ Thanh Thiên nhếch lên đường công tà dị. Dương dương trữ vật giới chỉ trong tay cuối cùng tiến vào chính đề trong mắt toát ra ánh sáng nóng rực tới đi để cho bổn công tử kiến thức bản lĩnh thật sự của ngươi bất giác nhíu mày một cái trác phàm từ chỗ cho ý kiến nhúng nhúng dài cười nói ngươi cho ta là ngu ngốc sao tại địa bàn của ngươi đánh với người đối với lão phù thế nhưng khá bất lợi đó không sai xác thực là như thế gật đầu thừa nhận trong mắt của hoàng Phụ thành thiên lóe lên một tia diễu cợt Thế nhưng nếu như người không có động thủ, hôm nay tới đây làm gì? Không thể đánh bại ta, không lấy được viên này. Thế mà hắn còn chưa có dứt lời, một trận ba động vô hình đột nhiên lóe qua. Giới chỉ trên ngón tay của hắn đã trồng nháy mắt biến mất không thấy nữa. Đợi lúc nó xuất hiện một lần nữa đã trong tay của Trác Phạm. Trác Phạm vừa đùa nghịch nhìn hắn. Cái dần sáng màu vàng ống chiếu sáng rạng rỡ bên trong mắt phải, cười tà nói ngươi vừa mới nói cái gì? Trong mắt không khỏi co rụt lại, tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi không thể tin nhìn về phía trác phạm, thật lâu không có nói ra lời. Cho dù là hoàng phủ thanh thiên, luôn luôn lạnh nhạt, núi Thái Sơn sụp đổ trước người, sắc mặt không có thay đổi, lúc này trong mắt dần hiện ra một tia sợ hãi rồi. Tiểu tử này đến tột cùng vừa làm cái gì? mà cái bóng mờ ở phía xa đang một mực quan sát bọn họ lúc này cũng không có nhìn được kêu lên sợ hãi phát đàm thành khó tin cái này tiểu tử này luyện công pháp gì thậm chí ngay cả bổn tọa đều nhìn không ra kỳ quặc là bên trong thật sự là kỳ tai quái tai lạnh nhạt liếc bọn họ một cái trát phàm mỉa mai cười thành tiếng lão tử chỉ tới đây để lấy viên vật thần đan này đan đã đến tay rồi như vậy lão tử không có phụng bồi cáo từ nói xong trác phàm liền rung hai cánh quá thành một tia chớp bay vào trong mây nhảy mắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa nhìn bóng người kia đã biến mất tất cả mọi người một mặt kinh dị chậm chạp không có thoát ra được một chút âm thanh dường như đã bị thủ đoạn thần bí kia làm cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người thật lâu sau mọi người mới tỉnh hồn sắc mặt của hoàng phủ thanh thiên cũng trầm xuống bị người trêu đùa như vậy bị bại nhanh chóng như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đại công tử cái này u vũ sơn đến trước mặt của hoàng phủ thanh thiên mặt đầy ngưng trọng hoàng phủ thanh thiên chậm rãi khoát khoát tay quay lại nhìn về phía lâm toàn phong đạm mạc lên tiếng giới chỉ đầu lấy tới Nghe được cái lời này, Lâm Toàn Phong dỗ dàng một đường chạy đến trước mặt của hắn. A à, Du nói, Đại Công Tử thật sự là thần cơ diệu toán, đã đem giới chỉ chứa đựng đan dược giao cho ta bảo quản rồi. Nếu có tên trác phàm kia, sau khi mà trở về lấy ra xem xét, thấy bên trong giới chỉ kia rỗng tuếch, nhất định sẽ tức chết rồi. Nghe tiếng cười toàn hót kia, quan phủ thanh thiên thở dài một ngụm trọc khí cũng không có khoái cảm đùa bỡn được đối thủ. Ngược lại, mặt đầy phiền muộn, đem giới chỉ cầm trong tay, hung hăng nắm chặt, trong mắt một trận không cam lòng. Dũng kế sách đánh tráo này là để đề phòng tình huống bất ngờ. Hắn tuyệt không có nghĩ tới, bổn công tử có thể yên tâm đem đan dược này giao cho một tên tàn phế như người bảo quản. Nhưng không có nghĩ tới, nhanh như vậy đã dùng tới rồi. Trác phàm thật sự là một đối thủ khó có thể ứng phó siết chặt nắm đấm trong mắt của hoàng phủ thanh thiên hiện ra một vẻ tàn độc lâm toàn phong phiền muộn một trận hiện tại ngay cả hoàng phủ thanh thiên cũng gọi hắn là tàn phế hai người còn lại một mặt nghiêm túc gật đầu biểu thị rất là tán thành thế mà đúng lúc này một cơn chấn động nổi lên trong mắt của hoàng phủ thanh thiên bỗng nhiên ngưng tụ thình lình mở ra cái nắm đấm lại thấy giới chỉ trong tay vậy mà cũng đã biến mất không thấy trong lòng bất giác bợp chợp một lúc hoàng phủ thanh thiên quay đầu nhìn bốn phía giận dữ hét lên trác phàm ai ngươi gọi ta có chuyện gì soạt một tiếng trác phàm từ trong bụi cỏ bước ra cười đùa tí tỉnh nói lần này ba người kia mới hoàn toàn thất kinh dỗ dàng tránh sau lưng của hoàng phủ thanh thiên trong lòng lo sợ tiểu tử này không phải là mắt thấy đã bay đi sao sao mà trở về rồi Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ cắn môi, hung tợn trừng mắt nhìn qua nói, chuyện vừa rồi lại là ngươi làm sao? Đúng vậy, ai bảo ngươi đem cái giả ra lừa gạt ta? Nhếch miệng cười một tiếng, trác phàm, đem cái thứ hai giới chỉ trong tay tung hứng, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên chế nhạo nói, Hoàng Phủ Công Tử, nghĩ không ra ngươi cũng có lúc sợ hãi sao? Thế mà không có dám đem nơi cất đang dược thật sự nói cho ta biết, còn lừa gạt ta, chẳng lẽ nói ngươi không có nắm chắc có thể thắng được ta thân thể bỗng nhiên run run hoàng phủ thành thiên trong lòng thầm giận lại cười nhạt thành tiếng vừa mới nãy ta cũng không có nói cầm trong tay của ta là vật thần đan chỉ là tùy tiện khoát khoát tay mà thôi là chính ngươi hiểu lầm làm sao có thể trách ta lừa gạt ngươi ngụy biện hả không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng trát phàm đem hai giới chỉ mới lấy được treo vào trên tay cười tà một tiếng bất quá là đang dược đã tới tai vậy ta đây lần này coi như thật sự phải đi nha hẹn gặp lại các vị vừa nói xong trong nhảy mắt bóng dáng của trác phàm đã biến mất tất cả mọi người đều giật mình trong lòng kinh hãi không hiểu cuối cùng loại thần thông như thế nào mới có thể quỷ dị tới lui tự nhiên như vậy quan phủ thanh thiên liền đem nguyên thần phát tán tránh cho rác phàm một lần nữa hồi mã thương âm nhóm bọn họ một dáng. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này Trác Phàm đã đi thật rồi, nguyên thần của Hoàng Phủ Thanh Thiên rốt cuộc không có tìm được một tia khí tức quán. Sắc mặt càng thêm âm trầm, Hoàng Phủ Thanh Thiên khó chịu tựa như ăn phải một con rùa chết. Hắn ở trước một hình môn trận, trước mặt của nhiều người như vậy, hướng Trác Phàm hạ chiến thư, thế nhưng không có nghĩ tới, nhanh như vậy Trác Phàm không cần phải tốn bao nhiêu công sức đã thu hồi được đang dược. Vậy mặt mũi của hắn phải biết đem giấu đi đâu đây? U Vũ Sơn một mặt lo lắng đi đến trước mặt của Hoàng Phủ Thanh Thiên thì thào lên tiếng. Đại công tử được mất nhất thời không sao cả. Mấu chốt cái tên Trác Phàm này quỷ dị vô thường, quỷ thần khó lường. Ngày sau chúng ta phải làm sao để ứng phó được sự xuất quỷ nhập thần của hắn ta nếu như không có cách nào đem hắn về khốn, sau này một khi mà đấu chiến, chỉ có hắn giết chúng ta, chúng ta lại không có đụng tới một cọng tóc gáy của hắn. Điều này đối với chúng ta nói khá là bất lợi đó. Nghe lời ấy, hai người còn lại khẽ gật đầu, trong lòng thở dài. Sau khi chứng kiến trác phàm thay hình đổ dị, bọn họ thật sự có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Không có gì đáng ngại, chậm rãi khoát khoát tay trong mắt của hoàng vũ thanh thiên đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang điểm này lãnh tiên sinh đã sớm có sử liệu rồi kế hoạch trước đó của chúng ta không phải chuyên để chuẩn bị cho hắn sao ngài nói sao u vũ sơn sững sờ tiếp lấy gật đầu ta minh bạch hiện tại ta liền đem những cái tên vừa rồi bị dọa sợ mà chạy trốn tìm trở về để cho bọn họ gấp rút huấn luyện không cần đâu Thế nhưng hắn còn chưa có nói hết. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng quát quát tai, Trong mắt lóe lên một đạo hoàng quang vô tình. Đám người kia lúc trước đã bị trát phàm làm cho sợ mất mặt rồi. Không còn giá trị lợi dụng. Để cho bọn họ ở tại Thú Dương Sơn này tự sinh tự diệt đi. Còn một số gia tộc phụ thuộc chúng ta vẫn chưa có tìm được. Người đi tìm bọn họ tập hợp lại. Chuyện này để cho bọn họ làm đi. Không khỏi sững sợ, mọi người rung lên trong lòng. Hoàng Phủ Thanh Thiên làm việc thật sự đủ tuyệt tình. Những người này cùng với bọn họ hơn 10 ngày cũng coi như là tận chức tận trách, nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh nói, các người biết trợ lực cùng với dướng díu khác nhau cái chỗ nào sao? Mọi người khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, bất giác cùng nhau lắc đầu không khỏi thản nhiên cười Hoàng phủ thanh thiên kinh miệt nói trợ lực là lực lượng có thể giúp người thành sự dưỡng díu sẽ chỉ kéo chân của người về phía sau giao thời khắc máu chốt có khả năng sẽ còn đòi mạng của người ba người kia nhảy mắt một cái trong mắt có lẽ là một tia mê man đạo lý này bọn họ đương nhiên tất cả đều biết thế nhưng ý trong lời nói của hoàng phủ thanh thiên đến cùng là cái gì đấy khóe miệng hơi dễn lên, xẹt qua một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên thản nhiên nói, những người này lúc trước có thể sẽ là trợ lực cho chúng ta, có thể giúp chúng ta chế trụ cái tên yêu nghiệt trác phàm. Nhưng mà hiện tại, bọn họ đã bị trác phàm dọa sợ, liền trở thành dưỡng díu của chúng ta. Nếu để cho bọn họ tiếp tục tham dự vào hành động lần này, có lẽ thật sự sẽ có khả năng ở lúc mấu chốt, chúng ta sẽ bị hại đó. Cho nên ta muốn bọn họ ném đi, hay là các ngươi muốn bị bọn họ liên lụy chết trong tay của Trác Phàm. Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng phủ Thành Thiên càng thêm sùng kính. Hoàng phủ Thành Thiên không hổ là đế Dương Môn đại công tử, quả nhiên nhìn xa trông rộng, quyết định thật nhanh. Thật sự là đế Dương tướng hư ảnh ở xa xa nhìn bọn họ cũng khẽ gật đầu biểu thị tán thưởng đối với quyết định của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Khẽ điếc bọn họ một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên tiếp tục nói, U Vũ Sơn, ngươi không phải là kỳ quái lúc trước, vì sao mà ta buông tha cái đám người qua Vũ Lâu kia sao? Hiện tại, ta liền có thể nói cho ngươi, bởi vì những người kia toàn bộ đều là dướng díu trác phàm. Nếu bọn họ chết, với sự xúc quỷ nhập thần của trác phàm, chúng ta ai có thể chế trụ hắn? Ngược lại, hiện tại có đám người của sở huynh thành kéo lấy như vậy chúng ta liền có thể nắm giữ động tĩnh của hắn đối phó dễ dàng hơn nhiều ánh mắt bất giác sáng lên ba người cùng giơ ngón tay cái tán thưởng hoàng phủ thanh thiên nhìn xa trong rộng không sai đám người của sở huynh thành kia coi như có tập hợp lại cùng nhau đối với bọn họ cũng không có tạo thành mãi mai nguy hiểm nhưng một mình trác phàm lại có thể khiến cho bọn họ mỗi ngày sinh hoạt phải lo lắng không biết lúc nào liền mơ hồ mất mạng có thể dùng những cái người này ngăn chặn gót chân của trác phàm thật sự là một kế sách quá cao minh đây chính là đường đường chính chính dương mưu coi như trác phàm biết rõ như thế cũng không có tránh được không bỏ rơi được trong mắt của hoàng phủ thanh thiên hiện ra tình hoàng, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn cùng lúc đó trác phàm lăn không bay trở về trên mặt không có chút vui vẻ mừng thắng lợi ngược lại là một mặt ngưng trọng tâm tư của hoàng phủ thanh thiên hắn sớm đã đoán được nhưng mà đúng như hoàng phủ thanh thiên suy nghĩ hắn thật đúng là không có thể đem một nhóm lớn như vậy có thể bỏ qua không để ý tới bất quá cái này không phải là điều hắn lo lắng nhất điều hắn lo lắng nhất là cái chuyện hắn làm không được hoàng phủ thanh thiên lại có thể tùy tiện làm được không sai ngay sau khi mà hắn buông tha nghiêm phục một mạng, Hoàng Phủ Thành Thiên lập tức sinh ra hoài nghi đối với nghiêm phục. Tuy sự hoài nghi này không có một chút lý do nào, nhưng mà hắn có thể nhanh chóng quyết định ra tay với nghiêm phục. Nếu không phải lúc đó, các phàm bày ra cái bộ dáng xem kịch vui, làm cho Hoàng Phủ Thành Thiên phải chú ý thể diện, hắn đoán chừng đã sớm đem nghiêm phục giết rồi. Hắn cũng là một loại người tâm ngoan, tha giết lầm, không bỏ sót. Khi đó, hắn Sở dĩ không có ra tay, cũng bất quá khi mà nhìn qua Trác Phàm, cảm giác nếu là giết nhầm, nhất định sẽ dính bẫy bị Trác Phàm chế nhạo mới không đồng thủ. Nếu không nghiêm phục, hiện tại sớm đã là người chết rồi. Một người quá nhiều liên lụy, một người khác lại có thể không hề cố kỵ mà đồng thủ. Trong trận tranh tài này, Trác Phàm sớm đã ở vào thế hạ phong, khắp nơi đều bị người chế trụ. Liên nói mà đạo phải vô tình có nhiều liên lụy như vậy khi mà giao chiến thật sự cùng mẹ nó đúng là bất lợi phải lập tức trở về để cho bọn họ đi tìm trận môn cùng chìa khóa cho dù thế nào cũng phải đem bọn họ đưa trở về trước mới được Hùng Hằng cắn ra một cái trát phàm quá thành một thì chớp hướng về bọn người của sở Quynh thành bay đi chương 288 anh hùng trở về một tiếng xé gió vàng nương theo là sấm sét nổ tung bóng người của trác phàm một lần nữa xuất hiện trước mặt đám người sở Quynh thành chỉ một thoáng tất cả mọi người quay đầu nhìn qua trong mắt chớp động thì khẩn trương trác phàm đi chuyến này đến tột cùng có thể cầm lại vật thần đan đã bị đoạt đi hay không điều biểu thị bọn họ còn có lòng tin lại chiến đấu tiếp hay không tất cả mọi người trong lòng lo sợ mấy ngàn đôi mắt không có nháy mắt một cái, nhìn vào bóng người lãnh ngạo kia, tâm đều đã nhắc đến cổ họng. Đồng dạng, đám người đang chăm chú, nhìn lên mọc hình trấn quốc thạch, cũng là vẻ mặt đầy ngưng trọng. Đây, coi như là lần thứ nhất, trác phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên, cao thủ mạnh nhất hai phái, chính diện giao phong. Nếu trác phàm thua, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí phe mình. Đoán chừng là bọn họ sớm hồi phủ trước thời hạn rồi mà tính nhiệm cùng ý lại của những gia tộc phụ thuộc đối với ba đại thế gia bọn họ cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Chuyện này đối với việc phát triển thế lực của bọn họ, nhất là khi sắp khai chiến, xếp hạng thế gia cùng với đế dương môn cũng là cực kỳ bất lợi. Tráng bất giác chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Sau khi mổ mổ sở bích quân cùng với bọn người của Long Giật Phi, Tạ Kiếu Phong, liếc nhìn ba người trên mặt đều là một vẻ nghiêm túc hít một hơi thật sâu. Trác Phàm nhìn quét qua tất cả mọi người trên sân. Khóe miệng lộ ra một nụ cười yên tâm. Dãy dãy hai cái chữ vật giới chỉ mới có thêm trên tay. Cười tà nói. Đoán thử xem vật thần đang ở trong giới chỉ nào. Vẫn còn hơi ngớ ngẩn. Mọi người tự hồ vẫn chưa có hoàn toàn lý giải được ý tứ trong câu nói của hắn. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười quang hô nhiệt liệt. Trác Phàm lời ấy không phải đã nói rõ hắn đã đoạt được đang thành công sao? Tin tức này thật sự là phấn chấn nhân tâm. Nghĩ đến mấy ngày trước sau khi mà kiến thức được thực lực mang tính áp đảo của Hoàng Phủ Thanh Thiên kia, tất cả mọi người rơi vào trong tuyệt vọng. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của loại quái vật thế này chứ? Nhưng bây giờ, Trác Phàm từ trong tay của quái vật này đem linh đan đã bị tước đoạt đi lấy lại cái này không khác nào mà đánh cho tất cả mọi người một liều thuốc trợ tim để cho bọn họ có dũng khí đối kháng tiếp trước trấn quốc thạch mổ mổ sở bích quân cũng là hiếm khi mà nắm chặt nắm đấm trên mặt lộ ra vẻ kích động quay lại nhìn gia chủ của hai nhà long vật phi cùng tạ kiêu phong ba người đều cùng cười to đọc cô chiến thiên thở dài một hơi nhìn chằm chằm đạo thân ảnh bên trong kia, khẽ gật đầu. Tiểu tử này, tuy làm sằng làm bậy, nhưng mà vào thời khắc máu chốt, ngược lại chưa từng khiến cho người ta thất vọng. Nếu hai quân giao chiến, công lao đoạt quốc, trọng chấn sĩ khí của hắn, lại so với công lao một trăm phen thắng lợi, đều phải lớn hơn nhiều. Phương Thu Bạch, khẽ gật đầu, cười khẽ không nói. Xem ra lúc trước, kiên trì tuyển tiểu tử này để kiềm chế hoàng phủ thanh thiên quả nhiên không có chọn lầm người trong thiên hạ bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có hắn có thể làm được điểm này thế nhưng rất nhanh trong mắt của phương thu bạch liền lóe lên phát hiện một chút manh mối chỉ vào tràn cảnh chiếu ở bên trong trấn quốc thạch nhỏ giọng nói với đọc cô chiến thiên lão nguyên soái ngươi nhìn ở nơi đó xem là cái gì theo hướng chỉ của hắn đọc cô chiến thiên đột nhiên ngưng tụ trong mắt trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này quả nhiên không phải là đèn cạn dầu, vậy mà công nhiên chống lại cấm lệnh của lão phu. Nguyên lai, trong đám người của liên minh ba nhà, tại một nơi hẻo lánh, bóng người của lưu nhắc chân lão nhi lại đang thoát ẩn thoát hiện, theo mọi người cùng một chỗ nhảy cẩn quan hô. Phải biết, Bách gia Trần Minh là do thanh niên dưới 30 tuổi của các nhà tham gia quyết giếng lão nhi này rõ ràng đã quá tuổi rồi mà đọc cô chiến thiên đại nguyên soái hắn tại trước khi mà bắt đầu đã tuyên bố qua nếu có ai dám đục nước béo cò sẽ chém không tha thế nhưng đây không phải là người bên lạc gia sao phương tiên sinh ngươi chỉ cái gì lão nhi ánh mắt không có tốt lắm nhìn không rõ đọc cô chiến thiên nhíu nhíu mài giả dờ ngốc phương thu bạch nhịn không được cười lên bất đắc dĩ lắc đầu dù sao là bọn họ đều về phe của Lạc Gia, cứ như vậy qua loa cho xong chuyện đi. Chỉ là hắn dạng dạng không có nghĩ đến, luôn luôn quân kỹ nghiêm mình, đã nói là làm cho độc cô nguyên soái thế mà cũng điều gì Lạc Gia mà che đậy. Cái gì mà mắt không có tốt lắm, người nha, một cái cao thủ thần chiếu, ảnh mắt có thể không tốt sao? Xem ra, tình cảm của lão nhi này đối với đứa con người thứ năm, Lạc Dân Hải thật sự yêu thích. Nếu không phải vậy, với tính tình cương trực không có thiên vị, trong mắt không cho phép hạt cát của hắn, chỗ nào có thể cho phép công nhiên, gian lận như thế. Bất quá như vậy cũng tốt thôi. Tất cả mọi người vì bệ hạ làm việc, bảo hộ an nguy cho lạc gia. Nếu có thể dàn xếp, tự nhiên không nên quá coi trọng tiểu tiết. Điểm này ban đầu, Phương Thu Bạch còn sợ với tính bướng bỉnh của độc cô Chiến Thiên khi giải quyết việc chung. Ai cũng không nhận, hiện tại hắn lại yên tâm hơn nhiều không có gì chỉ là nhìn thấy một đầu linh thú đặc biệt kỳ dị thôi muốn cho lão nguyên soái nhìn xem bất quá ánh mắt của lão nguyên soái không tốt thôi thôi quên đi phương thu bạch nhẹ nhàng vịn chầm râu giống như cười mà không phải cười đọc cô chiến thiên mặt mò đỏ ửng minh bạch hắn đang giễu cợt chính mình liền quay đầu đi không có để ý tới dù sao hắn cũng đã thề sau lần này không có bao giờ lặp lại nữa gia cát trường phong chăm chú nhìn bóng người trác phạm mỉm cười gật đầu sau đó giống như có thâm ý liếc nhìn hoàng phủ thiên nguyên một chút cười khẽ một tiếng hoàng phủ môn chủ xem ra lệnh công tử tại lần đầu tiên đọ sức thua một bậc rồi thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia không có gì đáng ngại thế mà hoàng phủ thiên nguyên vẫn sắc mặt lạnh nhạt chưa có trả lời Đại quản gia thần toán tử lãnh vô thường ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, gật đầu nhìn về phía gia cát trường phong nói: Tựa hồ đối với trận chiến tranh đoạt linh đan này hẳn sớm đã đoán được trước, hoàng phủ thành thiên sẽ bại trận, cho nên không có một chút phật lòng. Thật sâu liếc hắn một cái, gia cát trường phong hiếp mắt lại cười nhạt. Xem ra lãnh tiên sinh tựa hồ sớm có chủ ý, chắc hẳn đã làm được mười phần an bài điêu trùng tiểu kỹ treo lên không nơi thanh nhã để mà thừa tướng đại nhân chê cười rồi chỉ là bất quá dùng để đối phó với một số tiểu hầu tử thì không có thành vấn đề lãnh vô thường khẽ hạ thấp người trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tất thắng gia cát trường phong gật đầu quay lại nhìn hình ảnh của mọi người vui mừng khôn xiết đang chiếu bên trong trấn quốc thạch không khỏi một mặt thổn thức lắc đầu giận dữ nói Xem ra cái đám tiểu gia quả này vẫn là cao hứng quá sớm rồi. Chỉ là những cái thứ phàm phu tục tử bị thắng lợi nhất thời làm cho choáng dáng đầu óc. Nhưng mà trác phàm gia trong lòng ngươi lại suy nghĩ thế nào? Đừng có làm cho lão phu thất vọng đó. Gia cát trường phong yên lặng nhìn cái đám người tựa như anh hùng đang được tất cả mọi người dây quanh một chỗ. Trong mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang. Một phương diện khác Trác Phàm đem cái bình vật thần đang trong giới chỉ xuất ra, đi một vòng trước mặt của tất cả mọi người cười to. Nhìn kỹ đi, lão tử đoạt lại rồi, có nhìn thấy không chứ? Nhìn thấy, mọi người cùng nhau gật đầu, mặt đầy vẻ sùng bái, đều là kích động hô to. Khỏe miệng, nhếch lên một đường công tà dị, Trác Phàm chuyển tay, liền đem cái bình đang dược kia thu nhập vào trong giới chỉ. Mọi người không khỏi sửng sợ kỳ quái nhìn về phía hắn. Bác phẩm linh đan này thế nhưng là trân bảo hiếm thấy là bảo vật liền ngự hạ thất gia đều không có. Làm sao liền có cái bình đều không có mở ra một chút nào để cho bọn họ kiến thức một phen đã cất đi rồi. Thế nhưng trác phàm dội ho lên một tiếng sắc mặt bỗng nhiên nghiêm hơn một chút. Nhìn qua là được rồi tất cả mọi người tán đi. Ngay lập tức đi tìm những cái đăng dược khác cùng chìa khóa trận môn Chúng ta vẫn phải lấy mục tiêu thắng được lần bách gia tranh minh này làm mục đích chính mới đúng. Mọi người bất giác cùng nhau ngập ngừng tiếp theo chính là mặt sạm lại. Trác phàm cùng mẹ ngươi, ngươi muốn nuốt một mình sao? Gương mặt của tạ thiên dương nhịn không được co rút, hung tận nói. Trong mắt bất giác ngưng tụ, trác phàm chỉ tay vào mũi của tạ thiên dương. Mặt mũi tràn đầy đau lòng mắng. Tạ thiên dương, tiếc cho lão tử theo ngươi cùng một chỗ vượt qua gian nan ngươi cường nhiên không tin ta như thế loại sự tình độc chiếm này lão tử có thể làm ra sao lão tử là người như thế nào mọi người cùng nhau gật đầu một cái trăm miệng một lời tạ thiên dương lạnh lùng nói cũng là bởi vì theo ngươi trải qua nghịch cảnh cho nên lão tử càng rõ ràng đạo làm người của ngươi bớt lại nhảy đi mau đem đang dược giao ra Bác phẩm linh đan để chỗ người thật sự không có an toàn. Lời vừa nói ra mọi người cùng cười to. Chỉ bất quá tất cả mọi người đang đùa thôi. Nơi này trác phàm thực lực mạnh nhất. Nếu là đang dược để chỗ của hắn còn không an toàn mà nói vậy chỗ nào an toàn hơn? Thấy vậy sắc mặt của trác phàm bỗng nhiên trở nên nghiêm hơn giá giờ cả giận nói đã như vậy các người không có tín nhiệm lão tử như thế vậy lão tử liền đọc chiếm cho các người xem dù sao linh đan này lão tử cướp về có gan đám các người cũng đi đoạt một khỏa cho lão tử xem thử một chút đi mọi người dung tay biểu môi tạ thiên dương càng là bỏ đá xuống giếng nói nhìn thấy chứ tính nết của tiểu tử này hãm hại lừa gạt không thành liền đổ sang ăn cướp trắng trợn dù sao đồ vật đã vào trong tay của hắn ngươi đừng có nghĩ có thể đòi về nghe được lời này mọi người một lần nữa cùng nhau cười to tiếc ngưng hương càng là cười đến không có ngậm miệng được trên mặt lộ vẻ không có màn danh lợi không khí thật là hài hòa tất cả mọi người như người một nhà không câu thúc vui đùa ở một chỗ ngược lại giống như trở lại khi mà ba người còn ở dạng thú sơn mạch an tường khoái lạc mà hết thảy đều là do trác phàm mang đến Trác Phàm không có chỉ mang đến sĩ khí mà còn đem cảm giác sợ hãi của tất cả mọi người đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn tiêu trừ. Hiện tại bọn họ mới biết được nguyên lai cho dù mạnh như là Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không có thể không thể chiến thắng. Chí ít có Trác Phàm ở đây bọn họ vẫn có cơ hội thắng lợi. Lại qua một trận cười đùa cao tầng ba nhà rốt cuộc đã tiến vào chính đề. Tạ Thiên Thương suy nghĩ một lát nhìn về phía Trác Phàm nghiêm túc nói: "Trác Quỳnh, bây giờ nơi này thực lực của ngươi là mạnh nhất, viên vật thần đan này là ngươi đoạt lại, lẽ ra phải để cho ngươi phục dụng, đợi thực lực của ngươi đại trướng, phần thắng của chúng ta càng nhiều thêm một tầng rồi." Mọi người nghe xong đều gật đầu. Tuy là bọn họ mười phần ham muốn vật thần đan, nhưng mà đây là chiến lợi phẩm của Trác Phàm nên để choáng phục dụng. Hơn nữa, sau khi mà thực lực của Trác Phàm tăng dọt, Tỷ lệ bọn họ có được đang dược từ hắn cũng sẽ lớn hơn, làm liên minh, đây chính là kết quả tốt nhất. Thế nhưng Trác Phàm lắc đầu giận dữ nói: "Không thể, Tạ huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự tin là Hoàng phủ Thanh Thiên cầm bát phẩm linh đan này trong tay gần 10 ngày lại không có ăn vào? Tinh thủ hứa hẹn chờ ta đến lấy đan sao?" Khẽ nhíu mày, Tạ Thiên Thương một mặt không hiểu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng thâm thúy bởi vì hắn không dám vẻ mặt của mọi người vô cùng nghi hoặc trác phàm tiếp tục nói muốn luyện quá bát phẩm linh đan này cần phải đại lượng thời gian nếu trong lúc này địch nhân công tới chỉ cần có một tia phân thần liền sẽ phí công nhọc sức thậm chí còn có thể trọng thương tại thân cho nên trước khi mà song phương triệt để phần ra thắng bại người nào có được đang dược cũng đều không có dám tùy ý luyện quá Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm sùng bái. Nếu không phải là Trác Phàm nhắc nhở, về sau nếu bọn họ tìm được vật thần đan, có lẽ liền sẽ không nhịn được vụ hoặc mà ăn vào. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào tạo thành tai họa ngập đầu. Bất quá, bọn họ cũng thừa hiểu Quan Phủ Thanh Thiên còn muốn lưu lại bọn họ để mà kềm chế trác phàm hành động. Làm sao có thể đem bọn họ tiêu diệt chứ? Huống hồ, nếu như biết được bọn họ tìm được đang dược, Quan Phủ Thanh Thiên khẳng định sẽ lập tức tới chiếm lấy. Bọn họ căn bản không có cơ hội phục dụng. Vừa nghĩ đến đây, trác phàm ngăn không có được thở dài, vẫn là đem bọn họ mau chóng trở về thì tốt hơn. Chương 289 nơi hạ lạc của viên linh đan thứ hai bỗng nhiên có một tiếng hồ lớn vang vọng bên tai của tất cả mọi người đón theo liền thấy một bóng người quần áo tả tơi đầu đầy mồ hôi dỗ dạ chạy tới chỗ của bọn họ báo vừa thấy được bọn họ thì quỳ một chân trên đất thở hổn hển nói bẩm báo chưa gì công tử chúng ta đã phát hiện được nơi hạ lạc của viên vật thần đan thứ hai ánh mắt không khỏi sáng lên mọi người ào ào đại hỷ tuy trước đó đã có lời khuyên của trác phàm nhưng bây giờ tìm được nơi hạ lạc của một viên linh đan khác vẫn khiến cho bọn họ ngăn không được kích động nhưng bây giờ tìm được nơi hạ lạc của một viên linh đan khác vẫn khiến cho bọn họ ngăn không được kích động trong mắt tản mát ra vẻ tham lam đây chính là diệu dược có thể tạo ra một tên cao thủ thần chiếu đem chỉnh thể thực lực của toàn bộ một gia tộc tăng lên một cấp bậc làm sao có thể không khiến cho tất cả mọi người thèm rõ giải cơ chứ? Sau đó, mọi người dội dàng cùng nhau nói, Ở đâu? Ngoài 50 dặm, trên gần quyết sát. Người kia liền ôm quyền, gương mặt trở nên kích động. Lần này xem như hắn đã lập được đại công. Năm ngày trước, chúng ta đã phụng mệnh đi ra ngoài tìm kiếm các nơi hạ lạc của trác công tử. Kết quả trong lúc vô tình, tìm được bình vật thần đang ở nơi đó, bất quá cái bình đang dược kia vừa khéo rơi vào nơi bày quyết ngạc. Linh thú cấp 3 tập trung, chúng ta không có dám động thủ, vội vàng trở về bẩm báo. Quyết ngạc sao? Trong lòng của mọi người rung lên, liếc nhìn nhau, nhíu mày thành một đoàn. Quyết ngạc này mặc dù chỉ là linh thú cấp 3, nhưng mà linh thú quần cư, hung mảnh dị thường, với số lượng khổng lồ, coi như thiên quyền thần chiếu cao thủ cũng không có dám tùy tiện trêu vào mà thực lực mạnh yếu, mấu chốt chính ở việc số lượng của bầy quyết ngạc đến tột cùng nhiều cỡ nào. Hít một hơi thật sâu, Long Hành Dân nhìn về phía người kia nghiêm túc nói. Theo người thấy, số lượng của chúng khoảng bao nhiêu? Tiểu nhân mắt dụng về, đại khái ba chục ngàn có thừa đi. Bất giác lúng túng một chút, người kia rung lẫy bẫy nói. Cái gì? Không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, rồi lại liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thất kinh. Ba chục ngàn quyết ngạc, coi như là mấy trăm cao thủ thiên quyền, mười cái cao thủ thần chiếu liên thủ xuất kích đối địch, cũng dạng dạng chiếm không có chút tiện nghi nào. Chỉ bằng có hai ba ngàn tàn binh, nhược tướng của bọn họ, làm sao có thể đi vào được hung mảnh chi địa kia. Chỉ sợ mới đi vào, liền đã bị bầy quyết ngạc kia gặm nuốt ngay, cả cặn cũng không còn. Trong lúc nhất thời, mọi người mây đen đầy mặt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trác Phàm xem hắn có biện pháp nào không. Trác Phàm sắc mặt lạnh nhạt không có mãi mai thay đổi, phất phất tài nói, dẫn đường đi. Thế nào, Trác huynh ngươi có biện pháp ứng sao? Bất giác, hai mắt tỏa sáng, mọi người nhìn nhau cả kinh nói. Cười thần bí, Trác Phàm không có nói rõ, đi rồi nói sao? Lời vừa nói xong, Trác Phàm đứng dậy theo người kia đi về phía tây nam chỉ lưu lại cho mọi người một bóng lưng cao thâm mạc trắc khiến cho tất cả mọi người một trận sợ hãi thán phục không thôi khó trách lạc gia nho nhỏ lại được hắn dùng một tay chống lên đến người này thật là cứ như thần nhân vậy sự tình có khó cỡ nào dường như cũng có dự tính trước trong lòng vậy lạc dân hải cùng với tiết ngưng hương cùng hơn một trăm người lúc trước đi theo trác phàm thấy hắn đứng dậy cũng dụ dàng đi theo phía sau. Bất quá lạc gia cùng với tiết ngưng hương cũng được đi. Nhưng gần 100 người còn lại cũng là trát phàm đi đâu thì đi chỗ đó. Không buồn để ý bọn họ trước kia là phụ thuộc vào ai. Lại có một chút phản đồ hiềm nghi. Dù sao, người kia là gia tộc phụ thuộc các thế gia như kiếm hậu phủ, tìm long cát. Giờ lại thành cái đuôi đi theo lạc gia. Vậy còn ra cái thể thống gì chứ? Tuy nói tất cả mọi người đều là đồng minh nhưng mà cũng nên nhận rõ chủ tử của người đi chứ. Thế nhưng không có cách nào, theo trác phàm vô cùng an tâm, bọn họ vui vẻ chấp nhận, ứng ngực đuổi theo. Cái này, Lạc Gia còn chưa có chính thức tiến vào hàng ngũ ngự hạ gia tộc, bằng không đoán chừng hơn nửa đội ngũ này đều ấp ủ hy vọng có thể gia nhập vào Lạc Gia. Tiểu tử này vô thành vô tức, đào gốc tường con mẹ nó đem người đều mang đi ta đoán chừng sau lần bách gia tranh minh này trong những cái gia tộc phụ thuộc của chúng ta hơn phân nữa sẽ để tâm hướng lạc gia long hành dân bất giác sợ mũi một cái bất đắc dĩ thở dài tạ thiên thương thờ ơ nhúng dài sắc mặt vẫn lạnh như cũ sắc mặt vẫn lạnh như cũ đây chính là nhân cách mị lực phàm là kiệt xuất đế giường cùng gia chủ đều có loại khí chất lung lạc nhân tâm này, ngươi và ta đều có, chỉ là bất quá, trước mặt của Trác Phàm cũng chỉ tựa như ánh sáng đồm đóm so sánh trăng vậy, hoàn toàn đã bị che lấp. Nói xong, Tạ Thiên Thương cũng mang người đuổi theo. Long hành dân bất đắc dĩ cười cười cũng dỗ dàng theo sau. Sở Khuynh Thành nhìn thật sâu thân ảnh của Trác Phàm đang đi một thân một mình phía trước, lộ ra vẻ cao ngạo đến mức dị thường không biết đang nghĩ cái gì nhưng mà rất nhanh cũng theo sau. Trong chốc lát, một hình trận môn không còn ai, mọi người đã toàn bộ xuất phát, tiến về gần gần quyết sát. Tất cả mọi người đứng trước mọc hình trấn quốc thạch cũng không có còn gì để xem. Sau đó liền ao ao thu hồi ánh mắt, quay trở lại chỗ ngồi trước đó, đọc cù chiến thiên chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ. Chỉ là trác phàm làm cách nào có thể đoạt lại được Linh đan từ trong tay của Hoàng Phủ Thanh Thiên Vẫn làm cho tất cả mọi người Nói chuyện sai xưa như cũ Dù sao Nhìn cái bộ dáng của hắn Cũng không giống như phải trải qua một trận chiến đấu kịch liệt Sao lại thế chứ Một phương diện khác Trát phàm dưới sự dẫn đường của người kia Từng bước tiến về phía mục tiêu Nhưng mà người này Có lẽ thời gian qua Phải chịu lo lắng hải hùng mất nhiều ngày lại mệt nhọc quá độ, thân thể cực kỳ quể quải, tốc độ vô cùng chậm chạp. Điều này không khỏi làm cho bọn người của Long Hành Dân đã cháy lại dội. Hận không có thể đem bỏ hắn lại, dẫn cái nhóm người mình đi trước, tiến về gần gần quyết sát kia. Giờ khắc này, mọi người tựa hồ cũng không có còn đơn giản gì thắng lợi, mà tham gia cái lần bách gia tranh minh hoàn toàn chỉ vì muốn tranh đoạt cái viên bát phẩm linh đan kia thôi. Bất quá, trác phàm không có nóng nảy, chỉ án lấy tốc độ của người kia, từng bước một đi theo. Đồng thời, hắn cũng phân phó tất cả mọi người, hảo hảo, ở tại gian đường tìm tòi một phen. Bởi vì theo hắn thấy, loại vật như là vật thần đang này, cũng chỉ là bảo vật quyết định thắng bại lúc cuối cùng mà thôi. Sớm tìm được cũng không quý nghĩa gì quá lớn. Ngược lại cái trận môn cùng chìa khóa mới là chỗ máu chốt nhất. Chỉ cần tìm được chúng Lúc đó liền có thể công có thể thủ, mấu chốt hơn nữa có thể đem một vài người gây dướng bận đưa trở về. Giảm bớt gánh nặng, đây chính là trọng yếu nhất. Cho nên, Trác Phàm cũng muốn thả chậm tốc độ để cho mọi người có thời gian tìm kiếm. Bất quá, đám người của Long Hành Dân lại hoàn toàn không có thể hiểu được. Bọn họ ngược lại, càng muốn viên bác phẩm linh đan có thể trồng nhảy mắt, chế tạo ra một tên cao thủ thần chiếu kia hơn. Trác đại ca, ta tìm được một chiếc chìa khóa. Bỗng nhiên, Tiết Ngân Hương vui mừng khôn xiết đến trước mặt của Trác Phàm đưa lên một khối tinh thạch toàn thân phát ra màu đỏ thẫm. Trác Phàm liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy khối tinh thạch này lớn chừng cái bàn tay đỏ thẫm, cầm vào tay rét lạnh, liền có thể kết luận đây tuyệt đối là chìa khóa trận môn quả hình thuộc tính năm. Ngược lại, chỉ cần tìm được chìa khóa trận môn quả hình thuộc tính dương cùng vị trí trận môn quả hình là có thể đưa cho bọn người của Tiết Ngân Ngương, Ngương trở về. Đến lúc đó cũng là thời điểm hắn chính thức đại triển thân thủ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác mừng mừng, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói, Tốt, Ngân Nhi, người đã lập công rồi. Tiết Ngân Hương ngẩn mặt, cười đùa thành tiếng, Long Hành Dân lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tiết cô nương nếu ngươi có thể tìm tới một viên vật thần đan thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, ngươi cũng không có chỉ lập công mà chính là lập kỳ công cho ba đại thế gia của chúng ta. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu cười cười. Tiếc ngưng hương, lại ngưỡng cổ không phục nói. ta mới không thèm tìm cái gì mà là ngưng thần đan. Đó mới là ngươi muốn, ta chỉ muốn tìm thứ Trác Đại Ca muốn thôi. Thân thể bất giác rung rung, Trác Phàm kỳ dị liếc nhìn tiếc Ngân Hương một chút. Hắn dạng dạng không có nghĩ đến chuyện này mấy ngày nay hắn căn bản không hề nói qua. Thế mà ngưng Nhi đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Đoán chừng liền xem những cái thế gia đệ tử như Long Hành Dân cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được ý trong lòng hắn. Thế nhưng tiểu cô nương này hồn nhiên ngây thơ như ngưng Nhi mà lại có thể... Quả nhiên, sau khi mà Long Hành Dân nghe được lời này bất đắc dĩ lắc đầu ngừng nhi cô nương ngươi sai rồi lấy thực lực của trác huynh làm sao mà có thể muốn tìm những cái thứ như là chìa khóa kia chứ chỉ có những người tham sống sợ chết muốn mau sớm chạy khỏi cái chỗ này mới chú ý cái điểm này dạng cao thủ như trác huynh chính là muốn tìm loại bảo vật như vật thần đan đúng không trác huynh long hành dân coi như chuyện đương nhiên nhìn trác Phạm dường như cho rằng chuyện của mình nói cũng là suy nghĩ trong lòng của Trác Phàm lòng tin tràn đầy. Lão tử càng muốn tìm chìa khóa, đem những thứ kéo chân các ngươi trở về hơn, đừng có mà con mẹ nó, làm như ngươi là con dung ở trong bụng của lão tử, ngưng nhi mới thật sự là người đoán đúng tâm tư của lão tử. Trong lòng bất giác thầm mắng một tiếng, Trác Phàm nhìn Long Hành Dân đang hồng quang đầy mặt, lại không có ý phản bác. Có lẽ là vì mặt mũi bằng không thật sự sẽ bị người hiểu lầm thì không hay. Nhưng mà nếu nói rõ, chính mình cho rằng bọn họ là kẻ kéo chân sau, lại sẽ ảnh hưởng đến hòa khí các nhà. Sau cùng cũng không có cách nào, Trác Phàm chỉ có thể gật đầu. Không sai, Long huynh nói rất có đạo lý, giật thần đan xác thực trọng yếu hơn so với chìa khóa rồi. Long hành dân cười lớn, hướng tiếc ngân hương, đắc ý nhướng mài, Tiết ngừng Hương biểu môi, trừng mắt nhìn Trác Phàm trong mắt có một chút thất lạc. Ta còn tưởng rằng tìm được cái thứ Trác Đại Ca muốn nhất chính là đây. Ngân Nhi, ngươi đừng có khổ sở, thật ra cái chìa khóa này á. Trác Phàm không khỏi quýnh lên, dỗ dàng giải thích. Nhưng mà đúng lúc này, su một tiếng, tiếng xé gió vàng lên, một giật phát ra cái ánh sáng màu vàng thẫm đột nhiên phóng về phía Trác Phàm. Trác Phàm khẽ dương tay nhận lấy, lại nhìn thấy vật kia là một viên tinh thạch màu vàng sẫm bộ dáng tương tự cái viên tinh thạch màu đỏ khi nãy trác phàm trong mắt lóe lên vui kêu ra tiếng đây chẳng lẽ là chìa khóa kim hình trận môn thuộc tính năm nói xong trác phàm một mặt ngạc nhiên nhìn về phía viên tinh thạch kia truyền đến đây là người nào đã lập công thế nhưng vừa nhìn thấy cái người kia trác phàm liền khẽ rung có một chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nhìn hắn, tiếp theo cấp tóc đi đến trước mặt của Tiết Ngân Hương, kéo cổ tay của nàng đi qua chỗ khác. Đi, chúng ta đi tìm chìa khóa trận môn cho hắn. Thế nhưng các đại ca nói hắn không có muốn những vật này. Tiểu tử này luôn luôn khẩu thị tâm phi, đừng có nghe hắn. Sở Quynh Thành quát lạnh một tiếng tựa như một nữ dương. Trác phàm một trận đổ mồ hôi không ngờ người hiểu rõ tâm tư quán nhất lại là hai nữ nhân này chỉ còn long hành dân là một mặt không hiểu nhìn về phía hai nữ nhân kia biến mất nghi hoặc lên tiếng kỳ quặc ngừng nhi tiểu nha đầu này không không hiểu thế sự hiểu lầm trác huynh cũng được đi nhưng mà nữ cường nhân kiêu hùng như là sở lâu chủ tại sao cũng bỏ công đi tìm những cái vật này người hỏi ta ta biết hỏi ai đấy Trác Phàm cười trả lời qua loa, chỉ trong lòng cảm thán một trận. Bình sinh, tác phong làm việc của hắn luôn luôn đọc lai like, đọc giảng, có rất ít người có thể chân chính hiểu được tâm ý của hắn. Thế nhưng lần này, hai nữ nhân này đồng thời hiểu được suy nghĩ trong lòng của hắn. Chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi hồng nhan tri kỷ? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm nhịn không được, bật cười thành tiếng hắn là một tên đại ma đầu, vô tình vô nghĩa, nào có cái gì là hồng nhan tri kỷ. Bất quá loại cảm giác này, ngược lại, xác thật rất không tệ. Trác Phàm trong lòng cười khẽ, tiếp tục tiến về gần quyết sát, chỉ để lại của Long Hành Dân một trận buồn bực không có hiểu ý trong lời nói của Trác Phàm Kết quả, lộ trình vốn chỉ mất của năm ngày, Trác Phàm thả chậm hành trình nên phải mất 10 ngày mới đến được gần quyết sát kia. Bất quá, thu hoạch trên đường cũng tương đối khá, trong 10 chiếc chìa khóa, bọn họ đã tìm được 4 chiếc, mà chìa khóa kim hình trận đã tìm đủ, chỉ có đợi đến khi tìm được trận môn mở ra là được rồi. Bất quá, cũng bởi vì mấy ngày này trì hoãn, khi mà bọn họ đến được, nơi này dĩ nhiên đã có người nhanh chân đến trước. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt